liên quan vụ chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhân trạch đồng nai nguyễn thị giang hương bị lừa đảo 100 tỷ đồng ông lê thành mỹ bí thư huyện ủy nhân trạch cho biết sau khi báo chí thông tin huyện ủy đã báo cáo sơ bộ cho tỉnh ủy đồng nai ngoài ra trong ngày 22 tháng 3, công an tỉnh đồng nai cũng đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ điều tra vụ việc chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhân trạch bị lừa theo các thông tin được các cơ quan báo chí đăng tải trước đó bà nguyễn thị giang hương chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhân trạch mở tài khoản sau đó, bà Hương huy động tiền từ người thân nạp vào tài khoản. Bằng nhiều cách, nhóm lừa đảo qua mạng đã lấy tiền từ tài khoản của bà Hương, số tiền khoảng 100 tỷ đồng. Còn trên thông tin được đăng tải trên báo Dân trí và báo Thanh niên, số tiền nhóm lừa đảo công nghệ cao rút từ tài khoản bà Nguyễn Thị Giang Hương là khoảng 170 tỷ đồng. Về phía Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai, một lãnh đạo cho hay, số tiền mà các cơ quan báo chí thông tin về chủ tịch huyện bị lừa quá lớn nên Ủy ban kiểm tra sẽ lưu ý về việc kê khai tài sản của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch. Nói về những trường hợp bị lừa tiền như trên, một lãnh đạo Cục Công nghệ Thông tin Ngân hàng Nhà nước cho hay, hình thức chiêu trò thủ đoạn của tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi. Chúng mọ danh các cơ quan nhà nước như thuế, công an, rồi đưa ra các tình huống cập nhật, đồng bộ lại tài khoản định danh điện tử mức độ 2, quyết toán thuế, thậm chí còn nói liên quan đến đường dây mua bán ma túy lừa đảo để thao túng tâm lý người dân. Sau đó, cái lừa đảo này dụ người dân truy cập vào đường link mà chúng gửi hoặc cài đặt các ứng dụng. Đây là những phần mềm có chứa mã độc có thể chiếm được quyền kiểm soát di động đối với điện thoại có hệ điều hành là Android. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số tiền, xác định chủ sở hữu hợp pháp của số tiền để làm rõ tư cách tham gia tố tụng, đồng thời xác định trách nhiệm trong công tác quản lý số tiền của ngân hàng trường hợp kết quả xác minh cho thấy đây là số tiền hợp pháp của khách hàng gửi tại ngân hàng ngân hàng có trách nhiệm bảo quản bảo vệ và có trách nhiệm bồi thường nếu số tiền này bị đánh cắp ngoài ra cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ phương thức thủ đoạn chiếm đoạt số tiền được thực hiện như thế nào khách hàng gửi tiền có lỗi trong việc bảo quản số tiền hay không nếu trường hợp khách hàng để lộ thông tin tài khoản ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng mật khẩu mã otp của mình hoặc có hành vi khác vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin khiến cho các đối tượng lừa đảo chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút tiền từ tài khoản thì ngân hàng chỉ có lỗi một phần, lỗi chính thuộc về khách hàng. Còn trường hợp khách hàng không để lộ thông tin, không cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng của mình cho các tổ chức cá nhân khác dẫn đến bị lừa đảo. Phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tài sản trong vụ việc này là các đối tượng truy cập trái phép vào hệ thống máy tính, mạng nội bộ của ngân hàng hoặc có các thủ đoạn khác xâm nhập vào hệ thống của ngân hàng để chiếm đoạt số tiền đó của khách hàng, thì mọi rủi ro trong trường hợp này thuộc về ngân hàng, ngân hàng phải bồi thường cho khách hàng. Theo ông Cường, hành vi chiếm đoạt tiền từ tài khoản ngân hàng của khách hàng có thể cấu thành tội phạm nhiều tội danh khác nhau như tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Với số tiền chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn như vậy mà các đối tượng bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hình phạt cao nhất có thể tới 20 năm tù hoặc tù trung thân. Còn trường hợp xử lý về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, hình phạt cao nhất tới 20 năm tù. Vấn đề xác định đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền và phương thức thủ đoạn chiếm đoạt như thế nào sẽ là căn cứ để xác định về tội danh, làm cơ sở áp dụng hình phạt đối với đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch. Trao đổi về việc có thể lấy lại tiền trong trường hợp bắt được thủ phạm hay không, nhiều vị lãnh đạo ngân hàng cho rằng tiền bị lừa đảo thường khó thu hồi ngay cả khi bắt được thủ phạm. Bởi khi lừa đảo, tiền được kẻ xấu chuyển đi ngay qua nhiều tài khoản hoặc được rửa qua một hệ thống phức tạp bằng cách chuyển đổi thành thẻ cao, tiền kỹ thuật số hoặc nạp vào các tài khoản cá độ, chơi game bất hợp pháp. Do đó, khách hàng rất khó có thể yêu cầu ngân hàng đền bù thiệt hại cho các giao dịch được xác thực bởi đầy đủ thông tin đăng nhập và mã OTP xác thực và trên cùng thiết bị mà khách hàng đang sử dụng cho các dịch vụ giao dịch bình thường khác. Chính vì vậy, Hệ thống ngân hàng xác nhận đây là các giao dịch hợp lệ và đã thực hiện như các giao dịch khác do chủ tài khoản thực hiện, đúng theo quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử giữa khách hàng và ngân hàng. Và lúc này, ngân hàng chỉ có thể phối hợp với cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao, cơ quan công an và điều tra để hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin nhanh nhất và đầy đủ để cơ quan chức năng với đủ thẩm quyền và nguồn lực chuyên ngành nhằm thực hiện các công tác điều tra và xử lý. Các ngân hàng và khách hàng đều phải đợi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc tiếp tục xảy ra. Vụ thanh toán ngân hàng nhà nước cho rằng, việc đặt ngưỡng giao dịch buộc phải xác minh chính chủ trong thời gian tới là cần thiết. Điều này nhằm vô hiệu hóa nạn cho thuê, cho mượn tài khoản để nhận tiền lừa đảo. Theo thống kê, 90% giao dịch liên ngân hàng có giá trị dưới 2 triệu đồng, chỉ có 10% là giao dịch trên 2 triệu đồng. Các ngân hàng hoàn toàn có thể đặt ngưỡng 5 triệu, 10 triệu đồng trở lên, phải xác minh chính chủ, khuôn mặt vân tay. Quá trình này chỉ mất 5 đến 10 giây, không ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng, nhưng đảm bảo chính chủ, đúng theo quy định hiện hành. Nếu xác minh không đúng chính chủ, ngân hàng có quyền tạm dừng giao dịch và yêu cầu xác thực tại quầy. Vì lãnh đạo của công nghệ thông tin giải thích, khi chiếm quyền kiểm soát điện thoại, nghĩa là kẻ lừa đảo đọc được dữ liệu cá nhân, đọc tin nhắn chứa mã OTP, kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại của người dân. Chủ điện thoại không hề nhận được tin nhắn dù đang cầm điện thoại trên tay và khi vào được tài khoản ngân hàng của người khác kẻ gian chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản. Những ngày gần đây liên tục các email, tin nhắn qua app cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ. HDBank cảnh báo thủ đoạn mạo danh nhân viên HDBank liên hệ mời chào nâng hạn mức, hoàn tiền, hủy thẻ tín dụng hay mở thẻ hưởng ưu đãi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Ngân hàng này cũng liệt kê các đầu số chuyên lừa đảo bắt đầu bằng những số như 024, 028, 059 và cảnh báo khách hàng không cung cấp thông tin hai mặt thẻ tín dụng. Techcombank cũng đang hướng dẫn phòng tránh các hình thức lừa đảo tài chính, trong đó ngoài yêu cầu khách hàng luôn cảnh giác với những yêu cầu từ cuộc gọi, tin nhắn SMS, email không xác thực, đặc biệt là các yêu cầu chuyển tiền, cài đặt, kích hoạt nâng cấp dịch vụ, còn hướng dẫn kiểm tra tin nhắn nhận được có phải của ngân hàng gửi hay không, với hình minh họa trực quan. Không chỉ hai ngân hàng trên, mà hàng loạt ngân hàng liên tục gửi cảnh báo, thế nhưng vẫn có nhiều vụ lừa đảo xảy ra do thủ đoạn của đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi, như sử dụng công nghệ Deepfake AI để tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh và video với độ chính xác cao. Hay chiêu nhắn tin mượn tiền bằng tài khoản giống hệ chính chủ, khiến người bị lừa tin là thật và chuyển hàng chục triệu đồng. Tại tuần lễ chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh vừa được tổ chức, vụ trưởng vụ thanh toán ngân hàng nhà nước Phạm Anh Tuấn cho biết, hiện ngân hàng nhà nước đang quyết liệt yêu cầu các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an để giả soát, làm sạch dữ liệu. Đảm bảo dữ liệu thanh toán được lưu trữ, quản lý là các dữ liệu sạch đã được kiểm tra. Điều này nhằm đạt được mục tiêu mà ngân hàng nhà nước đang hướng tới mở tài khoản phải chính chủ và sử dụng dịch vụ ngân hàng phải chính chủ. Bên cạnh đó, ngân hàng nhà nước cũng đang thúc đẩy hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh toán điện tử, nâng cấp hạ tầng thanh toán điện tử, đẩy mạnh cung ứng sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới trên thiết bị di động. Ngày 1 tháng 7 tới, quyết định 2345 của ngân hàng nhà nước về triển khai giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng cũng có hiệu lực. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đối với khách hàng cá nhân trước khi thực hiện giao dịch lần đầu bằng ứng dụng Mobile Banking hoặc trước khi thực hiện giao dịch trên thiết bị khác thì phải xác thực bằng dấu hiệu nhận dạng sinh chắc học. Đảm bảo khớp đúng với dữ liệu sinh chắc học được lưu trong chip của thẻ căn cước công dân của khách hàng do cơ quan công an cấp hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của khách hàng trong hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập hoặc bằng dấu hiệu nhận dạng sinh chắc học của khách hàng khớp đúng với dữ liệu sinh chắc học được lưu trong cơ sở dữ liệu sinh chắc học về khách hàng đã thu thập và kiểm tra, kết hợp với phương thức xác thực OTP gửi qua SMS Voice hoặc Shop OTP, Token OTP. Ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng phải phân loại các loại giao dịch để áp dụng các biện pháp xác thực phù hợp, hay nói cách khác là đặt ngưỡng buộc phải xác thực sinh chắc học. Giám đốc một công ty thanh toán lớn cho rằng các biện pháp của ngân hàng nhà nước là cần thiết nhất là trong bối cảnh tội phạm công nghệ bùng phát như hiện nay và việc trang bị kiến thức hiểu biết cho khách hàng vẫn chưa được làm một cách thực chất vị này phân tích với quy định mới này ngân hàng sẽ làm hai việc một là kiểm tra tài khoản và người dùng có phải là một hay không hai là mỗi lần tài khoản sử dụng có đúng là chính chủ thực hiện hay không khi đã hoàn thành việc xác thực thì tình trạng lừa đảo sẽ giảm rõ rệt vì tiền lấy về không biết để ở đâu phó tổng giám đốc ngân hàng nhìn nhận thời gian qua việc chạy đua phát triển thẻ tài khoản quá nóng. Ngân hàng giao chỉ tiêu về các chi nhánh, phòng giao dịch, từ đó ấn xuống nhân viên dễ thấy là đi vay vốn. Nhân viên ngân hàng thường nài khách hàng mở giúp thẻ tín dụng. Về mặt số học là tăng, nhưng khách hàng mở mà không dùng hoặc nhắm mắt mở đại mà không am hiểu, nhân viên cũng không giải thích, từ đó phát sinh những hệ lụy như những vụ việc xảy ra gần đây. Do vậy, khi quy định mới có hiệu lực, sẽ dần loại bỏ những cái không đúng bản chất các tổ chức cung ứng dịch vụ cũng không đến quá lo sợ hụt kpi giảm mất tài khoản mà nên nhìn cái lợi lớn hơn không có gì có thể tăng mãi